À, tiếp đến phần sau cái phần chúng ta đã lấy được các ảnh của container rồi, ta cần kiểm tra chúng bởi vì cái Arc Image đó được cung cấp bởi cộng đồng ở nguồn mở nên mình cần kiểm tra đảm bảo nó an toàn và đúng cái chúng ta cần. Thì cách thứ nhất là sử dụng cái câu lệnh là Scorpio Inspect. Đấy, thì cái sự tiện lợi của dùng lệnh Scorpio là cái việc kiểm tra đó là cái trực tiếp từ cái registry, đây là thì trên mạng luôn, không được kéo xuống. Ngoài ra chúng ta có thể kiểm tra những cái image họ lấy xuống rồi thông qua lệnh Postman Inspect. Thì câu lệnh này á, thì làm việc với những ảnh đã lấy rồi thôi, nhưng mà cho thông tin nhiều hơn là Scorpio. Sử dụng Postman Inspect thì hãy liệt kê những cái image đã tồn tại trên hệ thống chúng ta. Xem nào. Thực ra container ô liu phải tin tưởng người ta chứ còn được tin quá được thì lúc cũng dễ phải tin, hy vọng rằng là cộng đồng mới không hại mình. Postman email. Rồi nó có hai email. Email đầu tiên thì đó chính là NGX hay là BGBox. Nói lại là trên Linux thì tin tưởng nhau, còn nếu không tin thì mọi người chuyển sang dùng là Windows Server hay là Mac Server, coi mình bỏ tiền ra mua niềm tin. Còn trên Linux thì ta cứ tin nhau thôi chứ còn an toàn gì đâu. Chúng ta sẽ dùng lệnh Postman Pull để lấy một cái image xuống. Sau đó ta sử dụng này, đấy, full inspect BGBox ạ. Inspect BGBox. Hôm nào không tin gì đây, doc.io này, lastdisk này. Cái kiểu như cái file này gọi là file CVS, mà CVS là say JSON để chứa thông tin, nó là ID này, DZ này, report tab này. Cơ bản tin nhau thôi. Chứ còn em tin nhau là chính. Nó còn mở như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có như vậy. Khi chúng ta chạy lệnh Postman Inspect thì phần quan trọng nhất và cần quan tâm đó là cái CMD. Có này chạy CMD luôn. CMD nhỉ? Rồi. Rồi. CMD là SH. Rồi SH là thằng CMD này chạy SH. Thì chú ý rằng container chỉ là một cách khác để chạy một phần mềm, nên cái dòng CMD sẽ cho chúng ta biết cái phần mềm nó đang chạy. Ví dụ lưu ý là gì, để chạy một container chúng ta sẽ dùng lệnh Postman Run. Câu lệnh này đầu tiên sẽ lấy cái image xuống lưu trên máy chúng ta, sau chạy container. Chúng ta cũng có thể dùng một Postman Pull để lưu để lấy nó xuống trước mà không chạy nó, sau lấy sau rồi chúng ta chạy nó vẫn được. Phương thức thứ hai an toàn hơn bởi vì nó phép chúng ta kiểm tra nội dung của email trước khi chạy nó.